Xin kính chào quý bà con. Thì hôm nay Sang cũng rất hân hạnh được gặp lại quý bà con trong kênh YouTube cùng Mr. Nokia ra vườn. Thì hôm nay Sang cũng đi thăm vườn ở đây là ở vườn của anh Thạnh ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. À, sau đây thì cũng xin chia sẻ với bà con một số cái kinh nghiệm trong cái giai đoạn mà cây mít đang nuôi trái, đang thúc trái như thế này. Đó thì trước mặt kia là cái sư sang không quý con đó, thấy rất là đẹp trai phong độ hả quý con hen đó, nhưng mà cũng vẫn là những chàng trai, những thanh niên xa vợ hen quý con đó. Đi hôm gài hơn 20 ngày rồi, nói chung thì anh em cũng chưa được về nhà, chưa được về với gia đình hả quý con hen đó. Thì anh cũng đang nghiên cứu nè quý con đó, thì anh có những cái kỹ thuật đó, anh như thế nào ha, anh chia sẻ cho quý vị con của mình để làm cái vườn cây trái mình nó đạt theo quý vị con ha. Đó, anh chào anh Sang. Sang ơi. Dạ. Anh Sang, em hôm nay thăm cái vườn của anh Thành, em thấy trái như này nè, nhưng mà mình để quản lý tốt anh Sang. Dạ. Mình nên sử dụng những cái giải pháp nào anh Sang? À thì vườn của anh Thành thì trái rất là nhiều, rất là tốt. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh để trái rất là nhiều, chẳng hạn như cây này. Thì cây này thì giai đoạn này mình có thể là mình tiễn bớt lại. Ừ. Thì mình sẽ xác định là mình nên lấy hai trái, ba trái. Ừ. Chứ không nên để nhiều như thế này. Yeah. Giai đoạn nào mà mình tỉa trái được anh Sang? À, giai đoạn khi mà trái bắt đầu sổ nhĩ ra hết thế này thì bắt đầu mình có thể mình lựa trái lại được rồi. À, lựa trái. Chẳng hạn như cái chùm ở đây. Ừ. Thay vì nó gần nhau ở đây, có thể cái chùm đây có thể người ta nên cắt bỏ đi một cái cuốn cuốn bông ở đây. Cuốn đôi ha. Cuốn đôi có thể cắt đi một cái. Hai cuốn đôi cắt bỏ một cuốn. Mình cắt bỏ đi, tại vì mình lựa cái trái nào đẹp chừa lại ha, còn cái trái nào xấu thì mình cắt bỏ ha. Cắt bỏ hết một hai cái này mình sẽ chọn một cái thôi. Chọn cái thôi. Tại bên đây kế bên đây thì mình đã có cái cuốn bông bên đây rồi. Rồi. Ừ. Để cho nó đủ dinh dưỡng ha anh. Dạ. Ừ. Rồi cái về cái quản lý cái thứ nhất là sâu bệnh hại anh Sang, cũng như là cái dinh dưỡng á, để cho trái mít mình nó đạt hiệu quả. Đó, thì cái kinh nghiệm của anh Sang như thế nào, chia sẻ cho quý bà con chúng ta áp dụng của anh Sang. À thì như trái mít sau khi phun sau khi nó sổ nhĩ ra thế này thì bắt đầu mình sẽ phun sâu bệnh và cái nấm vi khuẩn. Ừ. Mình sẽ phun hết, sau đó mình sẽ bắt đầu mình sẽ tiễn trái. Yeah. Sau khi mình tiễn trái xong thì đối với trái nhỏ như thế này thì mình có thể sử dụng cái chai gel nuôi mít nhỏ. Nuôi mít nhỏ có thể cộng với là 12-8-20. Để phun vào giai đoạn trái nhỏ như thế này. Để cho trái màu lớn hơn và có thể làm nó có thể nó tròn hơn, nó căng da lên. À, tức là để cho gai nở đều ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái giai đoạn này nè anh Sang, giai đoạn mà em thấy cái nó đang mà thụ phấn như này nè, mình phun nấm phụng nấm phụng nó có tác dụng gì anh Sang? Cái giai đoạn thụ phấn này thì nó khi mà trái mít nó thoát ra khỏi cái lá đại á, thì nó rất là yếu ớt. Ừ. Cho nên là dễ bị nấm vi khuẩn tấn công. Cho nên giai đoạn này thì trước khi mà chưa nở, khi chưa có bung ra thì mình cũng đã xử lý một lần rồi. Cũng như như cái này, cũng như cái bắp này ha. Cái này. Nó cũng như giống gì hả anh Sang? Đúng rồi, là mình phun trước một lần rồi. Sau khi nó nở ra, đất này ra cái trái này như thế này thì mình tiếp tục mình sẽ phun lặp lại một lần nữa. Nhưng là trước chỗ hoa, sau chỗ hoa ha. Đúng rồi, phun trước chỗ sau chỗ. Sau chỗ. Để phòng ngừa cái nấm bệnh cũng như là cái bệnh sơ đen. Sơ đen. Hiện tại giờ cái giai đoạn mà sổ nhị anh Sang về cái thành phần mà dinh dưỡng cái bo để nuôi cái tú phấn cho nó mạnh lên, giai đoạn này mình có cần nên cung cấp vào không? Giai đoạn này thì cần thiết mình nên sử dụng cái canxi bo hoặc là siêu bo. Tại vì bởi vì giai đoạn này là mình củng cố cái bo vô cho cái thuốc phấn này nó thụ phấn cho nó tốt hơn, nó ít bị lép. Để nó ít bị lép và lép gai ha. Đúng rồi. Để cho cái gai mình nó được đồng đều. Sau này đưa dinh dưỡng vô thì nó sẽ nở đều gai thôi. Thì giai đoạn mà cái trái mà trong giai đoạn nó sổ nhị như này nè, thì mình cần thiết ở thời điểm này mình gãy phân luôn chưa anh Sang? Giai đoạn ra như thế này thì giai đoạn nuôi trái thì tất nhiên là mình phải bổ sung ngoài cái sâu bệnh cũng như là cái bổ sung cái dinh dưỡng trên trái cũng như là cái tú phấn, thì ngoài ra thì bản thân cái cây mình cũng phải bổ
thêm dinh dưỡng. Đó là cái phân là 007 cộng với cái Bumat. Thì mình vẫn có thể là mình kết hợp 1 kg cái hỗn hợp 5 bao 007 cộng với một cái bao Bumat, có thể kết hợp với 15 kg phân 3 số. À, 3 số. Có thể là để cho nó thúc giai đoạn này nó nuôi cây vừa nuôi cây vừa nuôi trái luôn. Thì sao đặng mà sau khi nghĩa là mình cứ một tháng mình sẽ gãi một lần như thế. Để cho tới khi nào mà trái nó lớn, nó gần cắt thì mình mới ngưng cái phân đó. Thì anh Sang cho em hỏi nữa, thì ngoài cái mình bón phân cái hữu cơ á, thì cái Somat cho băng cái thời điểm này mình có nên để bổ sung vô thêm, thứ nhất là để cho cái trái nó đẹp và nó cứ kéo trái dài này nè, cái gai nở đều anh Sang. Mình cần thiết không? Cái Somat cho băng thì nó là cái công dụng chính của nó là nuôi trái. Thì tức là khi nó đã ra trái như thế này thì bắt đầu mình sẽ sử dụng. Khoảng 15 ngày thì mình sẽ lặp lại một cử một lần. Thì cái liều lượng sao anh chia sẻ cho bà con biết. Cái liều lượng thì cái xô mắc da băng đó thì đối với xô 20kg thì bà con nên chọn thêm 4kg humic nữa. Là mình sẽ sử dụng làm một có thể là phun được 600 gốc. À 600 gốc. Nhưng mà cháy ít ha, còn cháy nhiều thì mình có thể là cái liều lượng 50-60cc thôi hay sao? Có thể nặng cái liều lượng lên. À, vậy là mình giật lại còn 500 gốc để tăng cái nồng độ lên. Dinh dưỡng lên. Cháy càng lớn lên thì mình càng tăng cái nồng độ nó lên. Đó như những gốc này nè, giờ cái mát cho băng á, mình cộng cái humic á, mình pha đều lại ha. Vậy cái liều lượng mà để tưới cho một gốc á, thì nó bao nhiêu cc? Khoảng 30cc trên một gốc là được. À, 30cc trên gốc được ha. Dạ. À, thì lúc có trái còn nhỏ, còn trái lớn thì mình tăng liều lên. Đúng rồi. 5 cho 50 hoặc 60cc ha anh Sang ha. Dạ. Ủa anh Sang, cái trái này nè, cái em thấy sao mà cái lá đài nó bự quá anh Sang? Về cái lá đài này thì bà con cũng biết nó là cái nhiệm vụ chính của nó là để nó tích thu, nó tích lũy những cái dinh dưỡng khi mà chúng ta bổ sung cho cây thì để nó nuôi cái trái như thế này. Cho nên là cái lá đài này cũng rất là quan trọng. Thì mình để cho giữ cho cái lá đài nó bự, nó dày lá để nó bóng như thế này thì mình phải bổ sung dinh dưỡng là nó đủ, nó đúng cái thời điểm. Để ngoài ra mình cũng phun sâu rầy để hạn chế nó bị hư lá đài, lá cái lá này. Hầu như lá đài em thấy trái nào cũng có lá đài, của nó là ok ha, rất là mướt ha. Tuyệt vời. Lá rất là dày và bóng. Dày và bóng ha. Thì cái trái này theo anh khoảng nhiều ký? Trái này chắc tầm cũng cả 11 12 ký. À, có 11 2 ký ha. Bự à anh ơi. Em thấy bự à, có 15 ký có. À, trái này cũng chưa già đâu. Còn nếu còn lớn nữa thì còn lớn nữa. Còn tăng nữa. À, sao anh? Sao anh Thành? Hả? Anh sao? 12 8 20 gì? 12 8 20 với gheo lưng trái màu lớn. À, chịch 12 8 20 với gheo lưng trái màu lớn nha. À, sửa tướng luôn hả anh Thành? Sửa tướng luôn. À. Nó đỡ, nó hay con cái sửa tướng. Sửa tướng nha. À. Đó thì đó là những cái chia sẻ kỹ thuật của kỹ sư Sang ha quý con ha. Đó thì trên màn hình thì Kia cũng có để lại những số điện thoại quý con. Đó thì quý con muốn cần thiết ha thì điện thoại vào hai số điện thoại này. Thứ nhất là gặp Kia ha, thứ hai là gặp kỹ sư Sang ha quý con ha. Đó thì Kia cũng như là Sang cũng hỗ trợ cho tất cả quý con về cái dinh dưỡng để nuôi cái trái mít. Đó thì trong quá trình sinh trưởng và phát triển của trái để cho nó đạt hiệu quả, cho gai nở đều, lá gài lá đài xanh bóng mướt và dày ha quý con ha. Đó. Đó thì Kia cũng cảm ơn quý con ha quý con. Đó, theo dõi cái video của Kia, Kia cũng hẹn quý con lại một video tiếp theo ha. Đó thì các anh chủ vườn ảnh nhắc với quý con, giờ đi thăm vườn xong rồi vô làm xương nhang con gà xì rượu ha quý con ha. Đó.